Đây là hello mọi người, đây là nụ tầm xuân mình mua về ha. Mình có thể ngâm trong nước cho nó nở ra thêm chút xíu nếu mọi người muốn. Còn màu á thì mình xài cái loại này. Ok rồi, mình bỏ nước vô cái tray giống vậy rồi mình đổ vô. Ok rồi mình quậy nó tan ra. Nếu mà mình thấy màu nó vừa đủ á, thì mình xài một chai thôi. Ok, bây giờ mình lấy một một chùm một bó ha. Đầu tiên đó là mình sẽ làm cái rễ, phần ở dưới trước. Mình tháo cái giấy đó ra nếu mình muốn. Rồi mình làm cái phần ở dưới trước. Mình lấy cái scoop bằng cái chai nước đó, xong mình đổ nó lên cho nó đẹp màu đó. Đẹp chưa? Lật qua lật lại cho nó đều ha. Xuống sau khi mình nghỉ cái phần dưới nó đều rồi, bây giờ mình nhúng phần ngọn xuống đó, ngọn xuống. Chút nó xuống, chút ngực nó xuống, đúng rồi đó. Thực ra cái phần ở dưới chân gốc của nó không có không đều cũng được, tại vì khi mà mình cắm á, thì mình cũng sẽ cắt most of the time á, là đa số là mình sẽ cắt cái gốc đi, thành ra cũng không quan trọng. Quan trọng là cái phần ngọn nó phải đầy đủ hết. Rồi bây giờ mình treo lên. Bó đã xong rất là nhanh đúng không mọi người? Để bây giờ mình tiếp tục làm bó thứ hai. You think the color better than yesterday? Yeah. It's less clumpy, more watery. But it's still wet, right? Yeah, ready to go. It's very bubbly, but bubbles will go away. The clumps don't really go away. This will probably dry a lot, and not as hard probably because it's made for clothing. Giờ mình nhớ ha, mình để cái miếng cà tông ở dưới
Để em thôi nó dính vô cái sàn nhà này nó rất là khó. Này hôm qua mình làm màu vàng, hôm nay mình làm màu đỏ. Thêm mối nữa. Thêm mối nữa, cột thêm mối nữa. Thêm mối nữa. Make a bowl. Không có được. Ok, xong mình sẽ tiếp tục làm hết. Rồi mình sẽ cắm